Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vietablet. Nếu như bây giờ mà muốn mua một chiếc iPhone nhưng mà vẫn đảm bảo được điều kiện kinh tế của mình, vậy thì với sự chênh lệch là 2 triệu, bạn có đánh đổi để lấy iPhone XS thay vì iPhone 8 Plus, khi mà 8 Plus trên thực tế vẫn mang đến những trải nghiệm hết sức là tuyệt vời? Và muốn biết nên mua máy nào mới phù hợp với bạn thì chúng ta hãy so sánh xem đâu là điểm mạnh của cả hai máy. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Về mức giá như mình vừa nói thì iPhone 8 Plus đang trong khoảng 7 triệu đồng và iPhone XS đắt hơn 2 triệu cùng phiên bản 64GB Lite New. Tại Vietablet vẫn có sẵn hàng cho các bạn lựa chọn và bảo hành cho bạn lên tới 6 tháng. Nếu như bạn quan tâm thì hãy nhấp vào đường link mình để bên dưới video. Rồi, tại sao mình lại nói là iPhone 8 Plus vẫn còn rất đáng mua thời điểm hiện tại? Đầu tiên xét về cấu hình, iPhone 8 Plus được trang bị con chip Apple A10 Bionic. Mặc dù có thua thiệt so với Apple A12 Bionic trên iPhone XS thật đó, nhưng mà máy vẫn còn khá mạnh mẽ. Đi kèm theo đó là hệ điều hành iOS giúp tối ưu tốt và giao diện trên cả hai đều dễ dùng. iPhone 8 Plus vẫn đảm bảo cho bạn chạy mượt các ứng dụng và đa nhiệm trên máy. Với các thao tác sử dụng hàng ngày thì nó vẫn phải nói là rất là ok. Nếu bạn là người chỉ muốn sở hữu một chiếc smartphone và đảm bảo cho bạn những trải nghiệm hết sức ngon lành thì 8 Plus làm tốt điều này. Chỉ trừ ở chỗ là chơi các tựa game nặng thì nó hơi giật lắc nhẹ một tí xíu. Dù gì thì nó cũng 4 năm tuổi rồi các bạn ạ. Còn về iPhone XS, rõ ràng về hiệu năng thì XS vẫn cho các bạn cảm giác sử dụng nó đã hơn nhiều. Đặc biệt là chơi game cũng ngon hơn nữa. Khi đo điểm số hiệu năng xem bây giờ cả hai con đều còn điểm số là bao nhiêu, thì iPhone 8 Plus có điểm số là 223.000 điểm, còn iPhone XS có điểm số là 362.000 điểm. Cả hai đều là những chiếc điện thoại có hiệu năng tương đối tốt ở thời điểm hiện tại. Máy xử lý nhẹ nhàng các tác vụ sử dụng hàng ngày. Dù mua iPhone XS hay là 8 Plus thì bạn cũng có thể dùng máy sau 4-5 năm mà vẫn cho trải nghiệm mượt mà và vẫn được Apple hỗ trợ lâu dài. Khi so sánh iPhone 8 Plus và XS về mặt thiết kế thì iPhone XS có màn hình nhỏ gọn cầm vừa tay với kích thước là chỉ 5.8 inch. Thiết kế hai mặt lưng kính cùng khung kim loại chắc chắn cho trải nghiệm cầm nắm đầy tay. Màn hình tay thỏ giống với chiếc iPhone 11 và iPhone 12 ra mắt mới đây. Như vậy thì màn hình này vẫn giữ được xu hướng cho đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo, điểm khác biệt dễ dàng nhận ra nhất đó chính là iPhone XS có cụm camera kép đặt dọc, trong khi đó thì iPhone 8 Plus là đặt ngang. Đối với iPhone 8 Plus thì máy chỉ có màn hình là 5.5 inch, nhưng với tỷ lệ cũ là 16:9 nên khi đặt cạnh iPhone XS, máy vẫn to hơn rất là nhiều. Màn hình mặt trước của iPhone 8 Plus với các cạnh trên dưới chiếm nhiều diện tích, máy vẫn giữ phím home truyền thống và các cạnh được bo tròn nhiều, không vuông vức như là trên iPhone XS. Đối với người dùng quen sử dụng iPhone cũ thì iPhone 8 Plus so với iPhone XS được lựa chọn nhiều hơn. Mặc dù không sở hữu công nghệ mới nhất, nhưng với nút không vật lý và cảm biến vân tay mở khóa cũng là những ưu điểm khiến người dùng hài lòng hơn. Còn công nghệ bảo mật Face ID trên iPhone XS, ở một số trường hợp sử dụng thì tính năng này có phần là tỏ ra kém thân thiện. Chính vì vậy mà công nghệ bảo mật bằng cảm biến vân tay vẫn được người dùng lựa chọn hơn cả. Khi xét đến cảm giác cầm nắm thì mình thích cầm chiếc iPhone XS hơn khi nó có thiết kế nhỏ gọn với những đường cong nhìn sang trọng và tinh tế hơn hẳn. Còn iPhone 8 Plus sẽ rất to với bàn tay của mình và nó sẽ phù hợp với những bạn nào thích thiết kế truyền thống nè, rồi thích sở hữu phím home vật lý với màn hình lớn hơn. Về màu sắc thì cả hai đều có 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn là màu vàng, màu trắng và màu đen. Nhưng với iPhone 8 Plus sẽ có thêm phiên bản đặc biệt đó chính là màu đỏ. Tiếp theo về màn hình, iPhone 8 Plus sẽ thua iPhone XS ở chỗ là màn hình chỉ là màn LCD. Chất lượng hiển thị thì vẫn tốt, cho ra những trải nghiệm trên màn hình tương đối là ổn. Và tất nhiên nó sẽ tiết kiệm được pin hơn so với việc sử dụng màn hình OLED như trên iPhone XS. Đổi lại thì tấm nền OLED trên iPhone XS sẽ cho ra dãy màu cực kỳ là sống động và sắc nét đến từng chi tiết. Kèm theo đó là công nghệ HDR giúp chất lượng hình ảnh được nâng cao và mượt mà hơn đáng kể, cho chúng ta trải nghiệm xem phim, chơi game cực kỳ là tốt. Khi nhắc đến camera thì iPhone XS sẽ cho chất lượng nhỉnh hơn khi so sánh với iPhone 8 Plus. Mặc dù cả hai đều được trang bị cụm camera kép với độ phân giải là 12MP, nhưng iPhone XS với con chip đời mới hơn và được tích hợp nhiều tính năng hơn, nên chất lượng hình ảnh của máy vẫn ok hơn so với iPhone 8 Plus. Và iPhone XS có thế mạnh là khả năng chống rung tốt, máy bắt được nét nhanh và đặc biệt là với khẩu độ lớn hơn, nên iPhone XS sẽ cho ra những bức ảnh chụp đêm có độ chi tiết tốt hơn so với iPhone 8 Plus. Đó là khi so sánh với iPhone XS. Còn riêng về khả năng chụp ảnh của iPhone 8 Plus vẫn thuộc dạng top đấy. Bạn sẽ không phải thất vọng, mặc dù 4 năm rồi nhưng mà chất lượng hình ảnh của iPhone 8 Plus vẫn còn rất là tốt. Khả năng lấy nét hay là xóa phông trên 8 Plus vẫn đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bạn hoàn toàn yên tâm với khả năng chụp ảnh của em đó. Nếu như không phải là người chạy theo xu hướng thì rõ ràng iPhone 8 Plus vẫn là sự lựa chọn tốt cho bạn. Cuối cùng đó là về pin.
Đây cũng là một trong những lý do khiến bạn cân nhắc khi chọn iPhone 8 Plus hay là iPhone XS. Để mà so sánh với thời điểm hiện tại thì dung lượng của cả hai đều gọi là nhỏ đấy. Và nếu như iPhone 8 Plus tiết kiệm pin với màn hình chỉ là LCD thì iPhone XS ngốn nhiều pin hơn với màn hình OLED. Thực tế trải nghiệm thì cả hai không có quá nhiều sự chênh lệch, nhưng iPhone 8 Plus vẫn sẽ đảm bảo cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt hơn trong một ngày với các tác vụ cơ bản. Còn iPhone XS sẽ không thể trụ nổi trong một ngày đâu. Ngoài ra cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh 15W. Nói gì thì nói chứ có cũng đỡ hơn không. Như vậy thì mình đã so sánh hết iPhone 8 Plus và iPhone XS về thiết kế, cấu hình, camera cũng như là về pin. Nếu bạn thích thiết kế đẹp, sang chảnh và hiệu năng mạnh mẽ, chuẩn xu hướng thì hãy chọn iPhone XS. Còn đánh giá khách quan, mặc dù vẫn có những điểm không bằng so với iPhone XS, nhưng với mức giá hiện tại và những tính năng tương đương thì iPhone 8 Plus vẫn là sự lựa chọn quá đủ. Còn bạn, bạn thấy thế nào về cả hai chiếc máy này? Nếu là bạn, bạn sẽ muốn sở hữu chiếc máy nào hơn? Hãy chia sẻ bên dưới video cùng mình nhé. Nếu thấy video của mình ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình và nhấp vào biểu tượng chuông để cập nhật những video hay ho hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.